Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình có một bạn này, các bạn cũng muốn xem là nội thất bên trong của con máy này của mình đúng không? Hôm trước mình có làm video đấy. Thì hôm nay mình sẽ mổ xẻ nó ra các bạn nhé. Trước mình video nó cũng dài quá, nên ra là không làm được những cái như kiểu là bung ra cho mọi người xem ấy các bạn. Đó. Nó hơi dài. Hôm nay mình sẽ tiến hành mình bung ra cho các bạn xem. Xem bên trong là một chiếc máy ngày xưa mà mình thiết kế mình làm nó có những cái gì các bạn nhé. Đó, thì chiếc này là ngày xưa ấy, mình có máy hàn rồi. Thế nhưng mà mình cần hàn những mối to đùng các bạn, mối rất là dây rất là to. Thành ra là phải chế thêm một con này để hàn. À, bây giờ thì máy mình thì nó công suất của mình làm ra nó cũng rất là cao rồi. Đâm ra là những cái máy này của mình hầu như chả sử dụng đến nữa các bạn ạ. Nó đâm ra là bây giờ bỏ không các bạn. Hôm trước làm video đấy, nên đâm ra là các bạn là muốn xem bung bên trong ấy, thì hôm nay mình sẽ bung nó ra. Bung nó ra thì chắc lần này là nó cũng đi ve chai luôn các bạn ạ. Đi sắt vụn luôn đấy. Phe con này thì mình không nhớ. Các bạn, thì hiện tại là máy hàn thiếc mình đang có rất là nhiều rồi, hẳn một dãy luôn các bạn nhé. Đây các bạn, đây chính là sản phẩm bên mình làm ra thị trường. Thì mẫu này là 330W các bạn nhé. Giờ máy mình vừa thiết kế cái tem này cho có logo của Cần Sáng Tạo đây luôn các bạn nhé. Đó, shop mình gửi hàng là shop Hòa Điện Cơ các bạn nhé. Đó, thì máy gia công rất là đẹp, vuông vắn các bạn nhé. Đó, đây các bạn ạ, đây là mẫu 330W, giá 350 các bạn nhé. Đây, đây là mẫu 400W đấy bạn. Nó to hơn. Nó nặng hơn các bạn. Máy rất là đẹp. Đây bạn, đó, các bạn nhìn thấy là thẩm mỹ của mình làm rất là ok đúng không? Thì trước khi mình gửi ấy, mình sẽ gạch cái mẫu 300W này đi, để lại 400W các bạn nhé. Đó. Đó, bên kia là máy sạc các thứ, các bạn lấy thì vui lòng liên hệ qua số Zalo các bạn nhé. Nhớ là phê bao nhiêu, nhưng mà mình làm nó cũng khá lâu rồi. Cái này mình lót vào đây để tránh những cái chỗ này ấy. Dây điện các bạn ạ. Đây này, dây nguồn này nó rất là to các mình sẽ tiến hành vít hết ốc này ra các bạn nhé. Đó. Các bạn nào muốn mua máy hàn thiếc bên mình thì có thể liên hệ qua số mình sẽ ghim ở cái phần cuối video nhé. Đây bạn, thì chiếc máy này mình có ra ba đầu dây ở bên 220V, thì cũng như hôm trước mình nói đấy, tương ứng của nó là ví dụ như cái đầu này là điểm không, điểm đầu tiên này, và quấn cho đến điểm 300 vòng ví dụ thôi nhé, chứ không phải là 300 vòng đâu. Ví dụ là đến 300 vòng, xong rồi đến nấc này là 400 vòng đó. Thì ở bên hai cái nấc này sẽ là 220V mạnh, còn ở nấc này sẽ là nấc bình thường các bạn nhé. Đó, thì nó chả có gì đâu, con máy này thì trông nó khá đơn giản đó các bạn. Đây, để mình rút lên nhé, hoặc là mình sẽ tiến hành mình chạy thử cho các bạn xem là con máy này nó có nóng mạnh không này. Đó, đây mình sẽ cắt chỗ này ra và cấp điện áp nhé. Rồi, ok, mình sẽ đặt lên đây cho nó an toàn các bạn. Đó, các bạn chờ mình lát. Đây, đây là cái dây điện các bạn nhé. Công tắc này thì các bạn cũng biết đấu rồi, nó rất là đơn giản thôi. Cái quai thì đây. Đó. Và đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn nhé. Hôm trước là cũng chưa thay cái đầu mỏ hàn xong là cũng chưa có cắm thử luôn đấy. Hôm nay mình sẽ tiến hành mình cắm vào luôn các bạn. Rồi, ok. Đây các bạn nhá. Chiếc máy huyền thoại đây đã trở lại rồi đây. Đó. À, cái này nó đang ở nấc giữa này thì là nó sẽ không chạy. Đó, gạt sang bên này. Đó, mình thấy nóng cả ui, nóng luôn rồi các bạn. Con này máy này mình làm nó rất là mạnh các bạn nhé. Các bạn chờ mình lấy cái thiếc đã, không biết thiếc mình vứt đâu hết rồi. Rồi, lót vào miếng này cho nó chắc ăn các bạn. Mình thuận tay phải, đâm ra là cầm cái thiếc sang bên tay phải này nó cứ kiểu gì ấy. Rồi ok nhá.
Giờ mình sẽ tiến hành ghim này. Đó, mình chỉ cần cắm đó. Cắm nhẹ nhẹ như vậy là thiếc đã chảy bóng rồi các bạn. Con máy này nó rất là mạnh luôn. Cái này là ở cái nấc xem nào. Gạt sang bên nấc bên này nhá. Đó, nấc bên này mạnh hơn này. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Để mình tắt cái điện đi cho các bạn xem cái máy của mình nó có đỏ được cái thanh đồng này lên không bạn nhé. Đó bạn, giờ mình tắt điện rồi. À, bây giờ mình sẽ tiến hành ghim này. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó lập tức cái thiếc của mình nó cháy thiếc luôn các bạn. Và chuyển sang màu đỏ đỏ rồi đây. Đó. Cực kỳ là khủng khiếp luôn con máy này các bạn. Đó. Thấy chưa? À, đây mình sẽ gạt sang bên này. Đó. Bên kia là nước mạnh các bạn nhé. Đây. Đã đỏ lừ lên rồi các bạn nhé. Đó. Mình sẽ găm xem nó có đứt được không. Thì cái dây này nó rất là to, khả năng đứt nó cũng sẽ rất là khó các bạn ạ. Đó. Thì đối với một con máy mà nó nung đỏ lên như thế này thì các bạn biết rồi đấy. Sức mạnh của nó thì không phải là dạng vừa đâu. Đó, đâm ra là một chiếc máy mà mình đã thiết kế hàn những cái mối dây, thậm chí đầu cái này đầu này của nó là 3 ly các bạn nhé. 3 ly mà nó mạnh như vậy là rất là khủng khiếp rồi các bạn ạ. Đó. Đây các bạn, nó đứt luôn cái đầu này rồi. Từ nãy mình không thấy nó nóng, nó đỏ lên, hóa ra nó đứt luôn rồi các bạn. Đây này, nó đứt luôn rồi các bạn nhé. Thật sự là nó rất là mạnh luôn các bạn ạ. Đối với con máy này ấy. Thì cái đồng này là cái đồng này này, ngày trước mình không có kiếm được đâu. Cái đồng này là trước mà mình lấy ở trong cái máy hàn, cái loại mà rẻ tiền, cái loại hơn 100.000 ở ngoài chợ các bạn. Cái loại ấy, cái loại mà mình mua có hộp nhựa đỏ đỏ các bạn. Đó, đây này, đây chính là cái thanh đồng đấy đấy. Thế nhưng mà tại sao mà máy nó vào đây nó lại rất là mạnh? Bởi vì cái phe này, thứ nhất là cái phe này nó đã chất lượng rồi, nó nặng. Và cái thứ hai, đây là phe mình tháo ra từ trong cái đài các bạn nhé, đài cassette. Phe này rất là tốt luôn các bạn. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành gỡ cái này ra cho mọi người xem các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo phe đi. Tháo phe mình sẽ lấy cái miếng bìa này mình lót lên các bạn. Đó. Thì đỡ nó rơi bừa ra đây. Thì cái này ngày xưa mình làm nó cũng không được đẹp và không được thẩm mỹ đâu. Mình chỉ gọi là đợt đấy là mình cũng nghiên cứu và mình chế độ các thứ đấy. Cũng rất là ok các bạn. Nói chung là con này nó cũng giúp mình làm được bao nhiêu việc rồi các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo. Đoạn tháo này mình sẽ tua nhanh các bạn nhé. Các bạn hãy đón xem phần mình bung ra các bạn nhé. Rồi, như vậy là mình đã tiến hành tháo ra. Bây giờ mình sẽ cất cái đống phe này đi các bạn nhé. Đó. Và sẽ cho các bạn xem cái thông số của cái biến áp đó các bạn nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái thước mình đo các bạn ạ. Đây. Thì cái chiều dài của nó ấy là 4,8 các bạn nhé. Cái này là phe 22 à? Để mình đo cái phe này nè. Con này là phe 22 các bạn nhé. Đó. 4,8 22. Và cái cỡ dây đồng ngày xưa mình quấn thì mình cũng không nhớ là cỡ bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo lại xem là cái cỡ dây này là dây bao nhiêu. Đây bạn, các bạn sẽ cần cái thước để mà đo cái dây đồng của chúng ta xem là nó không phải bao nhiêu các bạn nhé. Con này là 0,35 các bạn ạ. Đó, như máy ngoài thị trường ấy, nó quấn dây 0.25 đến 0.30. Đối với cái thanh đồng này mình gỡ ở cái máy chuôi đỏ các bạn nhé. Đó.
Các bạn lưu ý nhé, cái phe của máy đỏ đỏ đó thì không thể nào mà đưa cái công suất nó mạnh lên như vậy được đâu, mà các bạn phải sử dụng một cái phe khác, bởi vì cái phe đó nó rất là mỏng manh các bạn nhé, nó rất là nhỏ luôn. Đây, cái này thì ngày xưa mình uốn bằng thủ công, đâm ra là nó không có những cái bộ dụng cụ bẻ như mình bây giờ, đâm ra là nó hơi xấu, gò ghiếc méo mó các thứ. Nhưng mà đây mình cuốn đây bạn, nó cũng chỉ có gần này thôi đó. Và còn cái này thì số liệu bao nhiêu thì để mình tính cho, bởi vì bây giờ mình gỡ cái đống này ra là xem bao nhiêu vòng ấy thì nó rất là dài các bạn, không biết là bao nhiêu vòng luôn. Đây bạn, mình đã tính ra cái thông số của nó đây rồi. Thì đây mình sẽ có hai nấc như của nó luôn các bạn nhé. Thiết diện của nó là phe 22 đúng không, 2,2 nhân với 4,8 có nghĩa là chiều dài của phe. Thì 4,8 thì chúng ta sẽ được cái thiết diện của nó là 10,56, thì chúng ta lấy hệ số phe này nhá. Hệ số phe này là mình sẽ lấy là 45 mà chia cho 10,50 sẽ được 4,2 làm tròn các bạn nhé. Và chúng ta sẽ lấy 4,2 này nhân cho 15V thì sẽ ra số vòng của mình quấn cái nấc đầu tiên là nấc mạnh. Đó, coi như là từ cái mối đầu tiên cho đến điểm này là điểm 220V đấu vào đây, thì là nó sẽ được cái nấc gọi là nấc mạnh đây. Đó, nấc mạnh. Và tiếp theo 130V quấn 546 vòng là sẽ nấc bình thường các bạn nhé. Nó không mạnh mà đốt được cái đỏ thanh đồng này đó. Đó là mình thiết kế. Còn thông thường ấy, tất cả máy hàn trên thị trường, máy hàn cơ ấy, đều quấn 125V đến 135V. Của mình thì là quấn 130V các bạn nhé. Đó. Thì nếu mà các bạn nào hiểu tại sao 220V mà mình chỉ có quấn như thế này mà máy nó vẫn hoạt động bình thường, thì nếu mà các bạn nào trong ngành ấy, thì các bạn sẽ hiểu ngay. Bởi vì đối với cái biến áp này chúng ta quấn đủ 220V thì nó sẽ không bao giờ mà làm được, mà nó sẽ không thể nào mà hàn được các bạn nhé. Nó có nóng nhưng mà nó sẽ rất là yếu các bạn nhé. Đâm ra là tất cả máy hàn trên thị trường, thậm chí cả máy của công ty sản xuất lẫn anh em thợ làm, và đồng thời là cũng là của mình làm, đều làm như vậy hết các bạn nhé. Đều một cách thức như vậy hết. Đó. Thì cái này cũng đồng khá là nặng đấy bạn. Chỗ này nó cũng phải để mình cân luôn. Hai lạng đồng các bạn nhé, hai lạng. Đó, đối với con máy thiết diện khoảng 10 phân, gần 11 phân thì nó rơi vào khoảng hơn hai lạng đồng một chút xíu. Đó. Rồi thì mình đã bung cái máy hàn ngày xưa mà một thời nó đã làm việc giúp mình được rất là nhiều việc rồi các bạn. Đó. Rồi, các bạn nào mà thấy hay và bổ ích thì có thể cho mình một nút like, share và nút đăng ký kênh các bạn nhé. Các bạn nào mua sản phẩm nào thì có thể truy cập vào kênh của mình và bấm đến những cái phần video mà mình giới thiệu mặt hàng của mình, máy hàn thiết là máy sạc các thứ các bạn nhé. Rồi, cây sáng tạo xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.